Morgan là một thám tử đã sắp nghỉ hưu. Trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp, ông cùng người cộng sự trẻ tuổi tên David lại gặp phải một vụ án khó nhằn. Khi một người đàn ông được phát hiện đã chết trong nhà, mà kỳ lạ tư thế của nạn nhân khi phát hiện vẫn đang gục đầu xuống bàn. Không những thế, trên bàn cũng chỉ toàn là đồ ăn, chân tay thì anh ta thì hoàn toàn bị trói chặt. Nhìn ở hiện trường, Morgan suy đoán chắc chắn đây không phải là một vụ án đơn giản. Quả nhiên đúng như ông nghĩ, khi các bác sĩ kiểm tra đã đưa ra một kết luận bất ngờ. Nạn nhân bị hung thủ ép ăn trong suốt thời gian dài, theo ước tính có thể lên đến 12 tiếng, đến nỗi cơ thể anh ta trương phình lên vì thức ăn. Sau đó hung thủ mới đánh vào bụng, khiến cho nội tạng nạn nhân bị phá hủy dẫn tới cái chết. Theo Morgan suy đoán đây có lẽ không phải hành động trả thù, vì nếu trả thù hung thủ chỉ cần tặng cho nạn nhân một viên kẹo đồng, chứ không cần phải tốn thời gian làm ra những chuyện kinh khủng này. Dù biết như vậy nhưng ông cũng không muốn điều tra, mà chỉ muốn phớt lờ làm lốt những ngày cuối cùng. Thế nhưng tên hung thủ ngày hôm sau lại tiếp tục ra tay. Nạn nhân thứ hai được xác định là một tên luật sư nổi tiếng, hiện trường vô cùng khủng khiếp, cạnh cái xác còn đặt một cái cân, một bên thì để một miếng thịt của luật sư, bên còn lại là quả cân 1 kg. Không những thế, dưới đất còn có một dòng chữ kẻ tham lam. Hóa ra nạn nhân là một kẻ chuyên giúp đám tội phạm thoát tội, đổi lại ông ta sẽ được khoản thù lao hậu hĩnh. Ngoài ra ở hiện trường còn có bức ảnh của vợ ông ta, bị bôi đầy tiết lên mặt. Rất có thể tên hung thủ muốn nói điều gì đó với bọn họ. Hai vụ án liên tiếp xảy ra làm cả sở cảnh sát đau đầu. Đến lúc này Morgan cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, qua đó quyết tâm tìm ra tên soát nhân. Không lâu sau, cục trưởng đưa đến cho ông một thứ, đó là một chiếc lọ thủy tinh được tìm thấy trong dạ dày ở nạn nhân đầu tiên. Bên trong chiếc lọ có những mảnh gỗ kỳ lạ. Thế là Morgan lại phải cất công lần nữa tới hiện trường kiểm tra. Quả nhiên ở đây ông đã phát hiện dưới sàn nhà có những vết cào, nó hoàn toàn trùng khớp với những mảnh gỗ. Cũng từ đó Morgan thấy có gì đó sau chiếc tủ lạnh. Ông lập tức kéo ra kiểm tra và thấy dòng chữ kẻ tham ăn được viết trên tường. Chi tiết này giống hệt với chi tiết ở vụ án thứ hai. Hiện trường hung thủ đều để lại chữ. Điều đó có nghĩa hai vụ này là do một kẻ gây ra, và hắn đang gây án theo 7 tội lỗi được ghi trong kinh thánh. Đó là tham ăn, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, dục vọng, đố kỵ, cuối cùng là phẫn nộ. Nếu đúng như thế thì sẽ có ít nhất là 5 nạn nhân nữa. Vì thế họ phải sớm tìm ra tên soát nhân này. Nhưng hắn là ai thì chẳng ai biết. Điều đó khiến Morgan và David vô cùng đau đầu. Họ xem lại những hình ảnh hai vụ án, tuy nhiên cũng chẳng tìm ra bất kỳ manh mối nào của tên hung thủ. Lúc này họ bất ngờ tìm thấy tấm ảnh của cô vợ tên nạn nhân thứ hai. Rất có thể bà ta biết gì đó, nên hai người lập tức tìm tới người phụ nữ này. Quả nhiên cô có thông tin. Khi nhìn vào tấm ảnh của mình ở hiện trường, cô nhận ra phía đằng sau tấm ảnh đã bị thay đổi, hung thủ đã dán thêm một tờ giấy gì đó phía sau. Nghe thấy vậy, hai thám tử lập tức tới hiện trường kiểm tra. Khi lấy bức tranh xuống, quả nhiên thấy một tờ giấy bị dán sau lưng, tuy nhiên trên đó không có bất kỳ dấu vết nào. Thế là Morgan mới xé tờ giấy đó ra, nhưng cũng chẳng thấy có gì. Điều đó khiến cả hai rơi vào bế tắc. Đột nhiên lúc này Morgan phát hiện trên tường chỗ bức tranh có gì đó. Ông vội vàng dùng chổi quét lớp bụi bên ngoài, ai ngờ lại làm lộ ra những dấu vân tay. Khi dùng tia cực tím chiếu vào lại thấy những dấu vân tay đó được xếp thành chữ cứu tôi, mà khi mang những dấu vân tay đó đi so sánh lại không phải cứu nạn nhân, nó cũng chẳng trùng khớp với hung thủ. Lúc này họ mới suy đoán có thể những dấu vân tay này là của những người sắp bị hung thủ trừng phạt. Cả đêm hôm đó Morgan cùng David không ngủ, ngồi suy nghĩ mục tiêu tiếp theo của tên soát nhân. Nhưng đúng lúc này sở trưởng thông báo đã tìm ra hung thủ, vì thế tập trung toàn bộ lực lượng đi vây bắt hắn. Khi tới nơi lại là một ngôi nhà hoang, dù đã lùng sục khắp nơi, thế nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm thấy hắn ta, mà chỉ phát hiện thêm một nạn nhân nữa. Anh ta bị trói trên giường, thân hình nhìn vô cùng thảm hại, trên tường còn có dòng chữ kẻ lười biếng. Khi tìm kiếm xung quanh, họ còn phát hiện ra một đống ảnh, hung thủ đã chụp lại nạn nhân mỗi giai đoạn. Cả quá trình hắn soát hại nạn nhân đã từ 1 năm trước. Tên soát nhân này đã trói người đàn ông trên giường mà không cho ăn uống gì, mỗi ngày chỉ cho một chút nước để duy trì sự sống. Đến bây giờ nạn nhân chỉ còn khung với xương, toàn thân thì nở loét rất đáng sợ. Không những thế, khi bác sĩ kiểm tra, trong cơ thể người đàn ông có một loại kháng sinh, nó ngăn cho các vết thương trở lên trầm trọng hơn. Hung thủ thì không tìm thấy, mà danh sách các nạn nhân lại không ngừng tăng lên, làm cảnh sát vô cùng đau đầu. Như thể họ đang bị tên hung thủ này dắt mũi mà chẳng làm được gì. Thậm chí Morgan đã muốn bỏ cuộc. Dù gì bản thân ông cũng sắp nghỉ hưu nên cũng chẳng phải quá cố gắng. Thế nhưng lương tâm một người cảnh sát lại không cho phép ông làm điều đó. Đúng lúc này Morgan nghĩ ra một điều. Cảnh sát luôn giám sát những người mượn sách từ thư viện, nhưng ai hay đọc những quyển sách nhạy cảm sẽ bị để ý hơn. Họ có thể dựa vào điểm này để tìm ra tên hung thủ. Khi hắn gây ra tội ác liên quan đến 7 tội lỗi trong kinh thánh, rất có thể hắn thường xuyên đọc những quyển sách như thế. Không chần chừ, Morgan vội vàng tìm tới thư viện, giả soát tất cả những người từng mượn sách liên quan đến kinh thánh. Ngay sau đó bọn họ đã có bản danh sách trong tay. Quả nhiên có một cái tên làm cả hai chú ý, đó là John, một người mượn rất nhiều sách liên quan những tên tội phạm khét tiếng và cả những sách về 7 mối tội đầu, làm bọn họ nghi ngờ John chính là hung thủ. Đi theo địa chỉ mượn sách rất nhanh, họ đã tìm được căn nhà của John.
Nhưng khi gõ cửa lại chẳng có ai ở nhà, làm họ tưởng rằng chuyến đi này lại vô ích, thì đột nhiên phía cuối hành lang có một người bịt mặt xuất hiện, khi thấy hai người anh ta lập tức rút súng bắn về phía họ, may mà cả hai vẫn kịp cúi người tránh đạn, nhân cơ hội đó tên kia cũng quay đít bỏ chạy. Đến lúc này có thể khẳng định tên đó chính là hung thủ. David cũng lập tức đuổi theo, nhưng ra tới đường anh lại bị mất dấu đối phương. Trong khi anh đang đi tìm hắn, thì bất ngờ bị tên soát nhân đánh lén. Hắn cầm súng dí vào gáy anh, làm David sợ hãi không dám cử động. Tuy nhiên hắn ta lại bất ngờ tha cho anh, có lẽ hắn đang có âm mưu gì đó mới làm như vậy. Sau đó Morgan cùng David đã phá cửa nhà John, bọn họ đột nhập vào nhà hắn để tìm chứng cứ. Quả nhiên đã phát hiện rất nhiều dụng cụ gây án ở đây, không những thế họ còn tìm thấy một quyển nhật ký. Bên trong hắn bày tỏ rõ sự chán nản với thế giới, khi có quá nhiều kẻ tội lỗi mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thế nên hắn mới quyết định thay trời hành đạo, để khiến xã hội này trở nên lành mạnh hơn. Tuy biết hắn là hung thủ, nhưng cảnh sát lại không tìm thấy bất kể một dấu vân tay nào của hắn ở đây, cũng như ở hiện trường của các vụ án. Nếu vậy kể cả khi bắt được John mà hắn không nhận tội, thì cảnh sát cũng chẳng thể kết tội hắn. Đúng lúc này điện thoại trong nhà hắn lại vang lên. Đầu dây bên kia không ai khác chính là tên soát nhân. Hắn khâm phục cảnh sát vì đã tìm ra mình nhanh như vậy. Tuy nhiên chính điều đó khiến hắn phải sửa lại kế hoạch. Điều đó có nghĩa John sẽ không dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục gây án cho tới khi đủ 7 người. Dù biết như thế nhưng Morgan với David cũng chẳng thể làm gì. Họ chỉ biết chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương. Quả nhiên ngay sau đó một vụ án nữa lại xảy ra. Nạn nhân thứ tư được xác định là một cô gái. Trên cửa phòng có khắc dòng chữ dục vọng. Hắn đã cầm súng ép một anh khách hàng, bắt anh ta phải lấy mạng cô gái làng chơi. Đến đây Morgan cùng David đã vô cùng suy sụp. Không biết làm cách nào để bắt tên John về quy án. Họ thực sự đã quá mệt mỏi với vụ án này. Sáng hôm sau cả hai lại tiếp tục nhận được một vụ án nữa. Nạn nhân vẫn là một cô gái. Cô ấy bị John sát hại trên giường. Sau đó hắn để lại dòng chữ kiêu ngạo cho cảnh sát. Như vậy đây đã là nạn nhân thứ 5 của John. Và còn ít nhất 2 nạn nhân nữa. Tương ứng với 2 tội đó là đố kỵ và phẫn nộ. Ai ngờ khi bọn họ vừa trở về đồn cảnh sát, tên hung thủ lại ra đầu thú. Chẳng ai có thể nghĩ tới việc hắn ta lại làm như vậy. Đủ để thấy tên này vô cùng khó đoán. Bây giờ cảnh sát mới biết lý do không tìm thấy dấu vân tay của hắn ở hiện trường, là do hắn đã hủy hoại những đầu ngón tay khiến vân tay hắn không còn. Bọn họ lúc này cũng mới biết về cuộc đời của John. Hắn từng là một người vô cùng xuất chúng, kiếm ra rất nhiều tiền và có một cuộc sống nhiều người mơ ước. Nhưng tất cả đều không hiểu lý do gì mà hắn gây ra tội ác như vậy. Luật sư của John sau đó cũng tiết lộ, John đã giấu đi 2 cái xác. Muốn biết chúng ở đâu thì David cùng Morgan phải đi với hắn một chuyến. Nếu không hắn sẽ lấy lý do có vấn đề về đầu óc để thoát tội. Với tất cả những hành động và tội ác của hắn, chắc chắn khi đi kiểm tra sẽ kết luận có vấn đề về tâm lý. Nếu đi cùng hắn, hắn sẽ nhận tội. Không những thế bọn họ cũng sẽ biết 2 cái xác còn lại ở đâu. Đến nước này hai người không còn sự lựa chọn nữa. Qua đó đành làm theo những gì tên soát nhân yêu cầu. Trước khi đi hai người gắn thiết bị nghe lén trên người, trang bị vũ khí đầy đủ để phòng trường hợp bất chắc. Xong xuôi hai người đưa John vào xe và đi tới địa điểm hắn yêu cầu. Trên đường đi hắn cũng tiết lộ lý do gây án. Khi hắn đã có đủ tiền tài và danh vọng, thì hắn nhận ra xã hội này quá thối nát và bẩn thỉu. Qua đó John đã thay trời hành đạo dọn dẹp những thứ thối tha ấy. Hy vọng sau chuyện này mọi người sẽ thức tỉnh. Lý do hắn ra tay với nạn nhân đầu tiên là anh ta đã mập thay mập ú, mà vẫn u mê không nhận ra tác hại của việc ăn uống. Vì thế hắn đã bắt anh ta phải trả giá cho sự tham ăn của mình. Còn nạn nhân thứ hai là một người đáng lẽ phải nhân danh công lý, nhưng lại vì tiền mà mở con mắt giúp những kẻ không nên giúp. Và đó là cái giá tên luật sư phải trả cho sự tham lam. Còn người thứ ba là kẻ vô cùng độc ác, hắn không một tội ác gì là không dám làm. Thế mà tên đó vẫn hàng ngày sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. John trừng trị anh ta cũng là điều đương nhiên. Cô gái bán hoa phải chết là do tính dục vọng của mình. Dùng nhan sắc để làm hại người khác, việc bị trừng phạt cũng là xứng đáng. Còn cô gái thứ năm luôn tự cho mình xinh đẹp mà dè bỉu người khác. Kết quả John đã hủy hoại dung mạo của cô ta. Khi mất đi nhan sắc thì cô ấy đã chẳng thiết sống nữa. Cứ vậy uống thuốc ngủ mà tự ấy trên giường. Đấy đều là những kẻ đáng chết. Việc hắn thay trời hành đạo cũng chẳng có gì sai. Đúng lúc này chiếc xe cũng tới địa điểm mà John yêu cầu. Đây là vùng cao nguyên hẻo lánh, bốn xung quanh chẳng có gì ngoài xác một con chó. Lúc này Morgan vẫn chưa hiểu ý định của tên soát nhân. Không lâu sau hắn hỏi ông mấy giờ rồi. Morgan mới bảo 7 giờ thì hắn nói sắp tới rồi. Rất nhanh sau đó có một chiếc xe xuất hiện phía xa, làm hai người cảnh sát đành phải chia ra. David thì khống chế tên hung thủ, còn Morgan thì chạy lại chỗ chiếc xe kia. Hóa ra đó là một anh shipper. Anh ta bảo có một người sai hắn 7 giờ giao hàng tới đây cho người cảnh sát Morgan. Đó là một chiếc hộp mà khi mở nó ra Morgan đã phải sửng sốt. Bên trong lại chính là thủ cốc của vợ David. Lúc này ông mới nhận ra ý đồ của John. Ông vội vàng chạy lại chỗ hắn ta. Nhưng bên này tên soát nhân đã thừa nhận đã rất đố kỵ với David. Bởi anh có một người vợ quá xinh đẹp, thế nên sáng nay tôi đã tới nhà anh với mục đích cướp vợ của David. Ai ngờ kế hoạch lại thất bại. Kết quả John đã ra tay với vợ anh cảnh sát. Và đấy cũng là nạn nhân thứ 6 của hắn vì tội đố kỵ mà ra. Điều đó khiến David vô cùng phẫn nộ. Lúc này Morgan cũng chạy tới nơi.
Ông ra sức cầu xin người đồng nghiệp hãy bình tĩnh lại, thế nhưng David đã hoàn toàn mất kiểm soát, trực tiếp nổ súng lấy mạng tên soát nhân. Và đây cũng chính là cái chớt cho tội phẫn nộ. Như vậy trải qua 7 ngày đã có 7 cái chớt ứng với 7 tội trong Kinh Thánh. Có lẽ kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là tên soát nhân. Với tất cả những tội lỗi của mình mà hắn chỉ phải chịu cái chết quá nhẹ nhàng. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.